Rồi giới thiệu với anh em một cái cây mai hương rinh, cái này là hoa từ 5 đến 6 cánh. Thì cái cây này đặc điểm nhận dạng của cây là một cái cây mai tàng thông lùng lực. Đấy, cây này nuôi lâu rồi mà mình bấm chằng chỉ cao của 1m1 thôi, độ rộng 90, hoành là tầm 17-18 này. Chỗ cây bóng tán này mọi người xem hả? Để kêu luôn. Cây đang giàu nụ rất là đẹp. Nụ đống nụ dày cùi hết luôn nha anh em. Đấy. Có một nách lén là một cái nụ nó này. Không. Dòng này lé nhỏ. Bật lệ nha anh em. Cái này thì mình hay lấy hạt này anh em, chúng đẹp dâm đẹp tàn, đủ chi tiêu để mà mình làm một cái mai giống. Không, bóng tán nó nè, rất đẹp. Các tay cành này nó ra tròn đều tứ diện hết. Chù, dâm tây đông đẹp luôn anh em. Đấy. Cái này đang trong chậu xi măng 50. Cái rất lớn nha anh em. Đều lùng lực thôi. Rồi, anh em nào yêu thích cây mai giáo hương này, cây mai hương này liên hệ nha. Họ từ 5 đến 6 cánh. Đẹp dâm đẹp tàn. Nụ sum sơ chi chít.